Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em sẽ hướng dẫn anh em cách tải bài hát mới cho cái đầu VietKTV Cavanut anh em nhé. Đây là một cái mẫu đầu mã cao nhất của nhà VietKTV. Đó thì tuy nhiên thì để việc mà tải bài hát mới về ổ cứng, phòng khi mà chúng ta không có mạng, chúng ta vẫn có thể tải được những cái bài hát mới, chúng ta vẫn vẫn có thể là hát được những cái bài hát mới nhất đó. Và cái thực trạng hiện nay thì rất là nhiều anh em khi sử dụng thì thường là hay chọn là YouTube này, và tất nhiên rồi YouTube này thì lúc nào cũng có bài mới nó cập nhật liên tục. Và thứ hai nữa là nó sẽ phải phụ thuộc vào là chúng ta phải có mạng internet thì chúng ta mới hát được, đúng không ạ? Thì tuy nhiên vào lúc nào đó mà chúng ta lại không có mạng internet đó, thì không có mạng internet mà chúng ta muốn hát những cái bài mới thì rất là khó khi mà chúng ta không tải về, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta sẽ phải phòng khi là đang hát karaoke nó không có mạng thì chúng ta vẫn có thể tìm được những bài mới chúng ta hát nhé. Thì đó là chính là những cái bài hát ở trên đầu đó. Thì hôm nay thì chúng em sẽ làm cái video hướng dẫn các bác và anh em cách tải bài hát mới cho đầu Cavanaut. Đó thì ở đây thì anh em thấy rằng là hầu như là những cái đầu chúng em mua về thì hầu như là đã tải hết rồi, hầu như là có hết các bài mới rồi, hầu như là không thiếu, đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều bài mới là có hết rồi đó. Thì bây giờ chúng ta muốn thử tìm xem là bài nào chưa có, ví dụ như là em sẽ tìm nhé, bài cắt đôi nỗi sầu xem đây có chưa nhá, cắt đôi nỗi sầu xem ở trên này có chưa nào. Đó thì ở đây anh em thấy không, cắt đôi nỗi sầu này có một số bài là chưa có, thì các bác có thể thấy rằng là có ba chấm này là tải rồi này, ba chấm này đã tải rồi, còn những cái bài hát mà đám mây là chưa tải, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta muốn tải về thì bắt buộc chúng ta sẽ phải nhấp vào đây để tải về nhá. Thế này là nó đã tải về rồi, các bác vào mục đã chọn này, vào mục download này, đây thì nó đang chạy này đó. Thế thì để mà nó hiện được những cái bài hát đấy, đây ví dụ là tải xong này đấy, nó hiện được những cái bài hát này lên đó, thì những cái bài hát mà chúng ta muốn tải về lên thì chúng ta sẽ phải bật một cái tính năng này. Đấy, rất nhiều anh em không bật nên là nó sẽ không bao giờ hiện nhá. Anh em sẽ vào cài đặt, và các bác vào cài đặt hệ thống, các bác vào quản lý bài hát đây ạ, mật khẩu nó sẽ là 6 số 0 nhá, các bác cứ nhấn số 0 ok ạ. Thì ở đây thì nó sẽ ghi là đồng bộ dữ liệu bài hát qua canal này đó, thì các bác sẽ ấn tích nó lên đấy, tự động cập nhật cái dòng đầu tiên nhé. Thì các bác ấn tích xanh này lên, nếu như tắt này đi thì các bác tìm cái bài cắt đôi nội sầu như vừa rồi nó sẽ không hiện lên, nó chỉ hiện những cái bài hát có sẵn rồi thôi, tải về thôi, còn những cái bài chưa tải nó sẽ không hiện đó. Cho nên là anh em sẽ phải bấm tích nó lên đó, tích này nó lên thì tất cả những cái bài hát mà chưa được tải về nó có hình đám mây như vừa rồi ấy thì nó sẽ hiện lên cho anh em nhé. Đó nên là thứ nhất, thứ hai là các bác sẽ vẫn phải vào cài đặt chung, cài đặt hệ thống đấy, thì các bác sẽ phải cập nhật các cái cập nhật bản cập nhật thường xuyên, thì các bác sẽ phải cập nhật những cái phiên bản mới nhất thường xuyên nhé. Với những cái dòng đầu mà trang bị hệ điều hành Android này thì chúng ta nên cập nhật những cái phiên bản mới nhất, và đây em đã cập nhật rồi, là đây là đã là phiên bản mới nhất này đó. Và sau đó chúng ta sẽ vào cài đặt chung, ở đây nó có rất là nhiều mục này để chúng ta có thể là chỉnh độ phân giải này, và ở đây thì nó sẽ ghi là hiển thị bài hát canal đó, thì các bác cũng phải để ý cho em nhé, các bác cũng phải ấn tích xanh này nó lên đó, tích xanh này nó lên thì nó mới hiển thị lên nhá. Đấy thế thì đây là một cái cách để anh em có thể là tải bài hát mới về nhanh nhất cho đầu Cavanaut đấy. Và cái tốc độ đường truyền tải chậm hay nhanh thì nó vẫn phụ thuộc vào đường truyền internet nhà mình đấy. Anh em mà sử dụng mà muốn tải nhanh thì chúng ta sẽ phải tải những cái bài hát nào chúng ta phải có đường truyền mạng internet tốt nhất thì chúng ta tải mới nhanh được đấy. Về cơ bản thì cái này nó rất là dễ dùng đấy, rất là dễ dùng đó. Thế nên là anh em mời còn chỗ nào mà chưa hiểu về cái đầu mới nhất, thế hệ mới nhất này, về cái đầu Cavanaut này, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tới bên em để bên em tư vấn hỗ trợ anh em kỹ hơn nhé. Và xin chào anh em.